Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở ngã 7 đường Nguyễn Thị Minh Khai ha, ngã 7 Nguyễn Thị Minh Khai. Ở bên đây là Trần Phú nè anh chị, bên đây là Trần Phú ha. Đó, căn nhà mình sẽ thông ra đường Trần Phú này luôn nha. Bên kia là Nguyễn Văn Cừ, bên đây là Phạm Viết Chánh, Nguyễn Thị Minh Khai ha anh chị, Lý Thái Tổ. Đó, ở đây là quận 3, nút giao giữa quận 3, quận 10, quận 1 và quận 5 nha. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản ở quận 5 trên đường Hùng Vương nha anh chị. Đó, ở đây ha, Nhân sẽ đi theo trục đường Hùng Vương và quay chi tiết cho anh chị xem căn nhà này nha. Ở căn nhà mình có kích thước nha, nó là 4,5 m và sâu vào là 14 m nha anh chị. Đó, hẻm thì hẻm xi măng, hẻm xe hơi anh chị. Ở bên đây có cái công viên nè anh chị, ở cạnh cái công viên này nha. Đó, cạnh cái công viên này gần khách sạn 5 sao Equatorio ha. Rồi mình chạy ở trên vỉa hè này ha, vỉa hè rộng rãi. Rồi đối diện với lại Vinaphone nè. Đó, đối diện Vinaphone có cái hẻm số 19 đường Hùng Vương. Ở đây là khu vực phường 4 quận 5 nha anh chị. Đó, đối diện với Vinaphone nha. Ở hẻm đi vào, hẻm xe hơi ha. Đây, hẻm này rộng rãi nha, hẻm thông sang đường Trần Phú luôn nha. Đó, căn nhà ngay chỗ căn nhà màu xanh lá cây này, hẻm trước nhà của mình nè, rộng rãi nha. Đó, căn nhà màu xanh lá cây này nha, 19/8, 19/8 đường Hùng Vương, hướng nhà là hướng Tây Bắc nha anh chị. Có một trệt và hai lầu. Thì Nhân chạy ra luôn tới đường Trần Phú cho anh chị mình xem nha. Rồi đây, thì thẳng ra đường Trần Phú ha anh chị, cách đường Trần Phú chỉ khoảng 20 m, 30 m thì thôi ha. Ở đây đi thẳng ra đường Trần Phú nè, hẻm này thì tương đối rộng, xe tải nhỏ ra vào được nha. Đó, đây là Trần Phú nha anh chị, đây là Trần Phú quận 5. Đó, đây là đường Trần Phú nè, còn đằng kia là ngã 7 đường Nguyễn Thị Minh Khai ha anh chị. Khu vực có nhiều cây xanh nha. Thời Nhân vào trong và quay chi tiết bên trong cho anh chị mình xem ha anh chị. Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở đường Hùng Vương ha anh chị. Ở đây là đầu đường Hùng Vương nè, số 2 đường Hùng Vương ha. Bên kia là quận 10 nha, và bên vị trí Nhân đang đứng đây là quận 5 nha anh chị. Đó, ở đây cái vỉa hè của mình rộng rãi ha anh chị. Thì căn nhà mình trong con hẻm này nè, ở trong hẻm này nha. Đằng kia là Trần Bình Trọng ha, ngay khách sạn Equatorio ha anh chị. Đây là khu vực quận 5 nha, phường 4 quận 5. Và hướng ngược lại này nè, ở hướng một chiều đường này xuống á, là ngã 7 ha anh chị. Ngã 7 Nguyễn Thị Minh Khai mình chạy về đây. Ở đầu ngã 7, dòng xe đằng kia là ngã 7 Nguyễn Thị Minh Khai ha, giáp với quận 1 nha anh chị, giáp với quận 1, quận 3 nha. Đó, đối diện với công ty Vinaphone ha. Đó, đối diện với Vinaphone nha anh chị. Thì Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà một trệt và hai lầu ở đây ha, với tổng diện tích đất là gần 62 m ha. Ngang là 4,5 m, sâu vào là 14 m anh chị. Đó, Nhân này vào trong quay cho chị mình xem nha. Đây có công ty bán cà phê Lưu Tiếp. À, giao tận nơi luôn nha anh chị. Lưu Tiếp là cà phê giao tận nơi luôn, giao cà phê tận nơi luôn đúng không, Lưu Tiếp đúng không. Đây là không ra bên đường Trần Phú ha anh chị, đầu đường Trần Phú ha.
Đây ngay tới vị trí đó anh chị mình rẽ tay tay phải ha, là ra đường Trần Phú. Đây căn nhà của mình đây anh chị. Đó căn nhà màu xanh này ha. 19/8 đường Hùng Vương, phường 4 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ha. Ở giáp với quận 3, quận 1 ha, gần ngay ngã 7 Nguyễn Thị Minh Khai ha anh chị. Nó nằm cặp bên hông khách sạn Equatorio nè. Đó các bạn ha. Hiện trước nhà của mình nè anh chị. Nhà mình thì hướng là hướng Tây Bắc nha. Hướng này hướng Tây Bắc ha anh chị. Ngang là 4,5 m. Bốn mét rưỡi dài 14 m anh chị, một trệt và hai lầu. Rồi và bây giờ mình đang đứng trước vị trí căn nhà của mình ha anh chị. Ở địa chỉ căn nhà mình là 19/8 đường Hùng Vương, phường 4 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ha. Chiều ngang là 4,5 m và chiều sâu vào là 14 m ha. Nó nằm ngay khách sạn Equatorio nè. Hẻm vào nhà của mình là khoảng 5 m nha. Hẻm 5 m hay hẻm xe hơi vào tới nơi ha. Hẻm thông từ đường Hùng Vương sang hẻm số hẻm Trần Phú ha, thông sang hẻm Trần Phú luôn nha. Hẻm số 7 đường Trần Phú ha anh chị. Một trệt và hai lầu nha. Ở trên có cửa sổ và có ban công đưa ra nè. Ở căn nhà màu xanh này ha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng Tây Bắc và giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 10,8 tỷ nha anh chị. 10,8 tỷ còn thương lượng nha. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha. Để Nhân mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá ha. 10,8 tỷ vẫn còn thương lượng nha anh chị. Đó thì nhà bên đây là cửa rào ha, một lớp cửa rào bên ngoài và bên trong là cửa sắt 4 cánh. Từ vị trí màu xanh này qua tới vị trí bên đây ha anh chị là 4,5 m nha. Và sâu vào phía bên trong, sâu vào tới vị trí cuối bên của tường bên kia là 14 m nha anh chị. Thế thì cầu thang thì nằm bên hông. Cầu thang thì nằm bên hông. Xe thì mình có xe 4 chỗ hay xe 7 chỗ là vào được nha. Đó, xe 7 chỗ nha. Sổ hồng riêng chính chủ mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Đó, sổ hồng riêng chính chủ mua bán ký công chứng sang tên. Đó, hẻm trước nhà của mình nè. Đó, hẻm rộng rãi ha. Trước nhà của mình nè. Ở đây thì có một mê ví đá qua cương nè. Đó. Thì cái cống nằm giữa hai vị trí hai căn nhà nha, chứ không phải nằm vị trí trước căn nhà của mình nha anh chị. Đó, không phải nằm trước vị trí căn nhà của mình ha. Nó hẻm rộng rãi, hẻm xe hơi vào tới nơi ha, hẻm thông nha. Hẻm thông từ 19 đường Hùng Vương sang số 7 đường Trần Phú ha. Nó nằm giáp ngay quận 3, quận 1 luôn, nằm ngay dòng xây ngã 7 đường Nguyễn Thị Minh Khai luôn ha anh chị. Ngang là 4,5 m nha. Và sâu vào là 14 m ha anh chị. Cầu thang thì cầu thang đúc mình đi lên. Ở đây mình sẽ quay cái không gian phía sau cho anh chị mình xem ha. Đây không gian phía sau nè. Đó, không gian bếp ha, tủ bếp trên, tủ bếp dưới nha. Rộng rãi. Tường thì ốp cao lên hết trơn rồi. Nhà là nhà đúc kiên cố ha. Anh chị nhìn thêm cái đường đà nè. Đó, đường đà ha. Ở bên đây thì trường một cảnh nhà vệ sinh. Đây nhà vệ sinh đây anh chị. Các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ nha. Đó, nhà vệ sinh ha. Cửa thì cửa kéo ngang qua. Cửa kéo ngang qua ha anh chị. Sổ hồng riêng mua bán thêm ký công chứng sang tên ha anh chị. Đó, sổ hồng hoàn công. Nhà này hoàn công đầy đủ nha anh chị, đúng hiện trạng nha. Đó. Ngang là 4,5 m và chiều sâu vào là 14 m ha anh chị. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Ở đây chân cầu thang, cái cạnh này chân cầu thang nha anh chị. Đó, cạnh chân cầu thang ha. Xe hơi đặt trong nhà ha, gạch này là gạch 8 tấc ha, anh chị đếm nè. 1 viên ha, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên. Bên kia cút nữa ha. Đó. Bên kia còn khoảng một cây tay nữa và hai bức tường ha. Sổ hồng riêng hoàn công mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Đó, hẻm thì hẻm xe hơi. Cách mặt tiền thì chỉ khoảng vài bước thôi. 19/8 đường Hùng Vương ha anh chị, 19/8 đường Hùng Vương. Ngang là 4,5 m, chiều sâu vào là 14 m ha.
một trệt và hai lầu. Nhân đi lên cho anh chị mình xem ha. Ở đây thì cầu thang hay cầu thang đúc mình đi lên nè. Mặt đi đá mài nha anh chị mình ha. Đá mài ha, tay vịn bên hông nè. Tay vịn là tay vịn cái nóc ha. Nó rộng rãi ha, lối đi cũng rộng rãi nha. Ở trên đây trần nhà cao ráo. Ở trên đây có cái mái che nè. Đó, cái giếng trời ha. Đèn chùm thả xuống. Ở trên đây mình được hai phòng ngủ nha anh chị, và có cái sân thượng phía sau nữa nha. Đó, đây phòng ngủ phía sau nè. Đây phòng ngủ phía sau nha. Đây phòng ngủ phía trước. Cái khoảng trống ở giữa rất là rộng luôn nè anh chị. Đó, khoảng trống ở giữa rất là rộng nha. Sổ hồng mua bán thêm ký công chứng sang tên ha anh chị. 10.800.000.000 đồng, còn thương lượng trực tiếp với chủ nha. Anh chị mình cứ tới đây xem bất động sản này, nếu thấy ưng ý thì sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá ha. Cửa phòng ngủ là cửa gỗ nha, cửa gỗ nha, cửa gỗ tự nhiên. Rộng rãi nha. Đó, ở trên là xài đèn led nha. Một trệt và hai lầu nha anh chị, một trệt và hai lầu. Đó, đây cái cửa sổ của mình mặt trước nè, thì cửa sổ vòm có lắp rèm cho anh chị mình luôn rồi. Ở đây ở phía trước nè anh chị, rộng rãi phía trước ha. Đó, ở trên đây mình nhìn thấy không gian thoáng nè, từ vị trí nhân đứng là ngay cửa sổ nè ha. Quay quay từ tới vị trí bên kia, cuối cái nhà bên kia đâu còn bức tường ngoài kia nữa nha, là nó dài tới 14 mét nha anh chị. Ngang là 4,5 mét, dài 14 mét ở trên đây. Thì có nhà vệ sinh phía trên nè, trụ tắm đứng ở trên. Đó, trụ tắm đứng nè anh chị. Ở trụ tắm đứng có này có vòi nóng lạnh nha. Cái này có vòi nóng lạnh, tường ốp gạch ngang cao tới trên, các thiết bị sử dụng đồ inox hết nha. Rộng rãi. Đây là phòng ngủ thứ nhất của mình nha. Nhà vệ sinh này là nhà vệ sinh thứ hai nha anh chị. Cửa là sử dụng cửa gỗ nè. Đây cầu thang đi lên, khoảng trống rộng rãi giữa ha. Rồi xong qua đây cái nhà phòng ngủ bên này nữa ha. Thêm phòng ngủ bên này nữa nha. Ở đây có cái khoảng trống, anh chị mình ở đây chủ lại đi sàn vàng nước chỗ này rồi. Đi cái đường nước chỗ này. Anh chị mình giặt giũ phơi đồ để phải giặt ở đây, đó ông xã nè. Rồi cửa này cửa gỗ luôn nha. Rồi đây là phòng ngủ thứ hai của mình, đó, phòng ngủ thứ hai của mình ha. Đó, phòng ngủ thứ hai của mình nha anh chị. Ở đây có cửa sổ, cửa lớn, cửa sổ ha. Cầu thang này là cầu thang hình xoắn ốc inox, mình đi lên là sân thượng phía sau. Chỗ này là lên sân thượng phía sau nha. Rồi nhân đi lên cầu thang ở trên phòng ngủ ở trên này cho anh chị mình xem. Ở trên này được một phòng ngủ đó ha. Vậy là hiện tại là 3 phòng ngủ nha. 2 phòng ngủ lớn và 1 phòng ngủ nhỏ. À, cầu thang đi lên nha. Cầu thang đúc ha, cặp bên hông. Tay vịn thì tay vịn gỗ, một bên đây là tay vịn inox. À, đây nhà vệ sinh ở trên, đây có nhà vệ sinh trên này luôn nha. Có cửa sổ, có cửa ra ngoài ban công. Đây. Đây là cái không gian ở trên nha anh chị. Tầng 2 của mình ha. Rồi, ở đây nó còn cái bức tường này. Để giùm gỡ bức tường này ra cho nó rộng rãi nha. Đó. Có cửa sổ chỗ này. Có cửa sổ chỗ này nữa nha. Có khung sắt bảo vệ. Ở đây cái ban công. Cửa sổ chỗ này nữa. Rồi đi ra ngoài ban công cho anh chị mình xem ha. Đây là không gian tầng 2 nha. Đây. Ở đây là không gian tầng 2 anh chị. Sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên, chỗ đó có cái nhà vệ sinh trong đó nha. Đó, nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha. Đó, khu dân cư hiện hữu hết luôn. Các nhà bên đây xây dựng cao tầng hết nha anh chị. Hẻm ở đây thì có khu vực có lắp camera an ninh ha. Hẻm đây thì mình đi qua bên trường đường Trần Phú. Hẻm số 7 đường Trần Phú ha. Và thông sang hẻm hẻm nhà chính của mình, địa chỉ chính của nhà mình đó là 19/8 đường Hùng Dương nha anh chị. Đường Hùng Dương ha. Nó hẻm vào nhà của mình đây quẹo qua kia là ra mặt tiền đường Hùng Dương, đầu video mình xem mà ha. Rồi đi chạy vô tới đây. Chạy ở đây vừa quẹo qua đây là tới vị trí căn nhà rồi, căn nhà màu xanh ha.
Nó một trệt và hai lầu ha, khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Pháp lý là sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Đó, ở trên đây không gian rộng rãi nha. Đây, bên đây có nhà vệ sinh riêng trên này luôn nha anh chị. Cửa thì sử dụng cửa kéo. Đây, nhà vệ sinh trên này ha. Đó. Kính nè. Rộng rãi, trụ ốp tường cao tới trên hết nha. Đó, dây điện nè, dây điện nó đi máy nóng lạnh. Rồi, tiếp tục mình đi xuống dưới và qua cái sân thượng phía sau cho anh chị mình xem ha. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha. Kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành ha anh chị. Hãy nhấn vào đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản quý nhất cho mình nha. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở trung tâm thành phố ha. Ngang là 4,5m và chiều sâu vào là 14m nha anh chị. Một trệt và hai lầu. Được 3 phòng ngủ rồi nha anh chị và 3 nhà vệ sinh. Cầu thang sắn mình đi lên ha. Ở đây là cầu thang mình lên sân thượng phía sau thôi. Đó, mình còn một khoảng sân thượng phía sau nè anh chị. Đó, cho cái mái che ra ngoài nè, khung sắt bảo vệ ha. Ở chỗ này nè. Đó, mái trên nhà mình là mái tôn nha, mái tôn mới ha. Đó, mấy toàn mới ha. Đó, mình có thể để mấy giặt trên này, giặt vũ phi đòi trên này luôn ha. Và đây cũng sắt bảo vệ nè. Đó, đây không có chìa khóa để mở cho anh chị mình xem. Và ngoài kia người ta đang xây căn nhà cao tầng ha. Đó, mặt tiền đường Trần Phú nha. Hey, bên đây là hẻm bên hông của đường Trần Phú thôi. Bên này hẻm bên hông của đường Trần Phú thôi. Đó, trên đây là cái sân thượng phía sau ha. Một trệt và hai lầu, sân thượng phía sau nha. Sổ hồng riêng, mua bán thì mình ký công chứng sang tên. Hướng nhà của mình đó là hướng Tây Bắc ha anh chị. Hẻm trước nhà là hẻm 5m, hẻm xe hơi vào tới nơi. Khu dân cư hẻm ngủ, hẻm hình như thấy hơn 5m luôn á. Sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Ngang là 4,5m và chiều sâu vào á là 14m ha anh chị. Bây giờ Nhân xin nhắc lại thông tin chung của căn nhà mình ha. Và kết thúc video quay nhà ở đây. Để đi xuống dưới luôn cho anh chị mình xem cái không gian phía dưới ha. Đó. Đây là mình sơ lược lại phô cái không gian ở trên lầu lại ha. Rộng rãi. Đó, mái che thang ha, mái che ha. Giếng trời ở giữa to đùng luôn. Rồi đây. Rồi bây giờ Nhân quay lại cái video cho anh chị mình xem ha. Nó thông tin lại cho anh chị mình xem một lần nữa nha. Anh chị và các bạn vừa xem xong video review bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Nhân vừa review cho anh chị một căn nhà ở địa chỉ là 19/8 đường Hùng Vương, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình có hẻm thông từ hẻm 19 đường Hùng Vương sang số 7 đường Trần Phú anh chị. Đó, nằm ngay góc dòng xây đường ngã 7 ha, ngã 7 đường Nguyễn Huỳnh Minh Khai ha. Ngay dòng xây ngã 7 đường Nguyễn Huỳnh Minh Khai giáp với lại quận 1, quận 3. Nhà mình đó thì có pháp lý là sổ hồng riêng, hoàn công mua bán ký công chứng sang tên. Chiều ngang của căn nhà mình là 4,5m nha và chiều sâu vào là 14m. Nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt và hai lầu, có sân thượng phía sau và nhà được xây dựng với 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Pháp lý sổ hồng rõ ràng, mua bán thì anh chị ký công chứng sang tên. Anh chị mình hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 10,8 tỷ đồng nha. Còn thương lượng trực tiếp với chủ nha anh chị. Anh chị mình tới đến xem vị trí và căn nhà mình. Nếu thấy ưng ý thì sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá ha. Giá này vẫn còn thương lượng nha. Sổ hồng riêng thì mua bán thì ký công chứng sang tên thôi. Anh chị mình có bạn bè người thân trong gia đình cần mua một căn nhà ở trung tâm thành phố có giá dưới 10,8 tỷ thì hãy chia sẻ video này để bạn bè của mình có thể nhìn thấy được video này và
tìm mua được bất động sản ghế nhất ở trong trung tâm Sài Gòn, hẻm xe hơi vào tới nơi ha. Giá dưới 10 tỷ 8 nha anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau. Nếu anh chị có bạn có bất động sản cần ký gửi thì hãy liên lạc với Nhân qua hai số điện thoại là 0822 39 39 39 ha, hoặc 0922 39 39 39 ha, để Nhân trực tiếp tới quay nhà cho anh chị miễn phí ha, và hỗ trợ cho anh chị đến lúc mà mình mua bán nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau.